Cầu cho linh hồn Phêrô, Maria, các thanh nhi tạ ơn Chúa, Đức Mẹ. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Chúa ở cùng anh chị em. Chúa Giêsu nói rằng nếu hạt lúa mì gieo xuống lòng đất mà không chết đi thì sẽ trơ trọi một mình, còn nếu chết đi thì mới sinh nhiều bông hạt. Đức Giêsu Kitô qua mầu nhiệm, tử nạn và phục sinh của Ngài, Ngài đã chấp nhận chết đi để cho chúng ta được sống và sống dồi dào. Hiệp dâng thánh lễ hôm nay, chúng ta dâng lời tạ ơn Chúa để lời Chúa soi sáng và hướng dẫn chúng ta, hầu chúng ta cũng biết noi gương Đức Kitô mà sống, chết đi cho tội lỗi con người cũ hư hèn của chúng ta mà sống con người mới với Đức Kitô phục sinh. Vậy giờ đây ta hãy thành tâm sám hối, nhìn nhận tội lỗi của chúng ta để xứng đáng cử hành mầu nhiệm thánh. Lạy Chúa, xin thương xót chúng con. Lạy Chúa, xin tỏ lòng từ bi Chúa cho chúng con. Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, vì yêu thương nhân loại, Đức Giêsu Kitô đã hiến thân chịu khổ hình. Xin ban ơn trợ giúp để chúng con biết noi gương Người, tận tình yêu thương mọi anh em. Người là Thiên Chúa hằng sống và hiện trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Sách tiên tri Giê-rê-mi-a. Chúa phán: Đây tới ngày ta ký kết giao ước mới với nhà Israel và nhà Giu-đa. Giao ước này không giống như giao ước ta đã ký kết với tổ phụ của chúng trong ngày ta cầm tay chúng dắt ra khỏi đất Ai Cập. Giao ước ấy chính chúng đã phản bội, mặc dầu ta thống trị chúng. Chúa phán: Đây là giao ước ta sẽ ký kết với nhà Israel sau những ngày đó. Ta sẽ đặt lề luật của ta trong đáy lòng chúng và sẽ ghi trong tâm hồn chúng. Ta sẽ là Chúa của chúng và chúng sẽ là dân của ta. Chúa phán: Người này sẽ không còn phải dạy người nọ, anh sẽ không còn phải dạy em rằng ngươi hãy nhìn biết Chúa, vì mọi người từ nhỏ chí lớn đều nhìn biết ta. Vì ta sẽ tha tội ác của chúng và sẽ không còn nhớ đến tội lỗi của chúng. Đó là lời Chúa. Xin tạo cho con quá
thư gửi tín hữu Do Thái. Khi còn sống ở đời này, Chúa Kitô đã lớn tiếng và rơi lệ dâng lời cầu xin khẩn nguyện lên đứng có thể cứu người khỏi chết. Vì lòng thành tín, người đã được nhậm lời. Dầu là con Thiên Chúa, người đã học vâng phục do những đau khổ người chịu. Và khi hoàn tất, người đã trở nên căn nguyên ơn cứu độ đời đời cho tất cả những kẻ tùng phục người. Đó là lời Chúa. Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy trong số những người lên dự lễ có mấy người Hy Lạp. Họ đến gặp Philippe quê ở Bethania xứ Galilea và nói với ông rằng: Thưa ngài, chúng tôi muốn gặp Đức Giêsu. Philippe đi nói với Andre, rồi Andre và Philippe đến thưa Chúa Giêsu. Chúa Giêsu đáp: Đã đến giờ con người được tôn vinh. Quả thật ta nói với các con, nếu hạt lúa mì rơi xuống đất mà không thối đi thì nó chỉ trơ trọi một mình, nhưng nếu nó thối đi thì nó sinh nhiều bông hạt. Ai yêu sự sống mình thì sẽ mất, và ai ghét sự sống mình ở đời này thì sẽ giữ được nó cho sự sống đời đời. Ai phụng sự ta hãy theo ta, và ta ở đâu thì kẻ phụng sự ta cũng sẽ ở đó. Ai phụng sự ta, cha ta sẽ tôn vinh nó. Bây giờ linh hồn ta xao xuyến và biết nói gì. Lạy cha, xin cứu con khỏi giờ này, nhưng chính vì thế mà con đã đến trong giờ này. Lạy cha, xin hãy làm vinh danh cha. Lúc đó có tiếng từ trời phán: Ta đã làm vinh danh ta, và ta còn làm vinh danh ta nữa. Đám đông đứng đó nghe thấy và nói đó là tiếng sấm. Kẻ khác lại rằng một thiên thần nói với ngài. Chúa Giêsu đáp: Tiếng đó phán ra không phải vì ta, nhưng vì các ngươi. Chính bây giờ là lúc thế gian bị xét xử. Bây giờ là lúc thủ lãnh thế gian bị khai trừ. Và khi nào ta chịu đưa lên cao khỏi đất, ta sẽ kéo mọi người lên cùng ta. Người nói thế để chỉ người phải chết cách nào. Đó là lời Chúa. Thưa ông bà, anh chị em, mạng sống của tất cả mọi người chúng ta là rất quý giá. Có vàng cũng không thể mua được mạng sống của mình. Do đó mà người ta làm đủ cách để bảo vệ sự sống, bệnh tật, lo chạy thuốc thang, rồi tránh mọi sự nguy hiểm hại đến tính mạng của mình. Thế mà chúng qua bài tin mừng hôm nay, chúng ta thấy Chúa Giêsu ngài mời gọi chúng ta hãy hy sinh mạng sống mình để
Ai liều mạng sống mình vì tôi và vì tin mừng thì sẽ cứu được mạng sống ấy. Chúa Giêsu nói điều này qua cái dụ ngôn hạt lúa mì gieo xuống lòng đất. Nếu nó không mục nát đi thì sẽ chỉ trơ trọi một mình. Còn nếu nó mục nát đi thì mới sinh nhiều bông hạt. Đây là một chân lý hết sức hệ trọng và do đó được tin mừng nói đến rất nhiều lần. Tin mừng Gioan, tin mừng Matthew, tin mừng Luca đều nói tới. Vậy thì thưa ông bà anh chị em, chúng ta phải hiểu thế nào những nghịch lý này: mất mạng sống để được sống, mục nát đi để sinh nhiều hoa trái. Trước hết chúng ta nhìn xem vào chính con người của chúng ta. Sở dĩ tim của chúng ta sống khỏe là vì tim rất quảng đại và hy sinh, luôn luôn bơm hết dòng máu quý báu của mình để cống hiến cho toàn thân được sống. Lẽ sống của trái tim chúng ta là liên tục cho đi những gì đã lãnh nhận. Đấy, cái quả tim của chúng ta là đóng cái vai trò đón nhận rồi cho phân, rồi phân phát đi cho toàn thân. Rồi cái buồng phổi của chúng ta cũng thế. Sở dĩ buồng phổi sống trong tình trạng sức khỏe sung mãn vì phổi vì tha, không tìm ích riêng cho mình, nhưng luôn luôn chuyển dưỡng khí trong lành cho những phần chi thể khác. Đó, chúng ta hít vào, phổi của chúng ta có trách nhiệm mang cái dưỡng khí đến cho các chi thể, và như vậy phổi không giữ lại cái gì cho mình, nó ban phát đi thì nó mới sống. Rồi cái bao tử của chúng ta cũng thế. Bao tử và ruột hoạt động tốt là vì chúng luôn trao ban và dâng hiến. Một khi tiếp nhận được thức ăn, bao tử và ruột chuyển hóa thành chất dinh dưỡng và chuyển hết những gì mà mình đã tiếp nhận cho các bộ phận chung quanh, không giữ lại cho riêng mình cái gì. Nói chung, lẽ sống của từng cơ quan trong con người chúng ta là hy sinh, là quên mình, là dâng hiến tất cả cho các cơ quan khác, cũng như là cho toàn thân. Và nhờ vậy mà chúng ta mới sống và sống mạnh khỏe được. Ngày nay người ta nói đến nhiều cái bệnh ung thư. Ung thư là cái gì? Đó là do một số tế bào trong con người của chúng ta không còn hoạt động nữa. Nó tiếp nhận mà không phân phát đi. Nó thụ động mà không tích cực sinh hoạt cho cái toàn thân. Và vì vậy bị tắc nghẽn, bị ung thư và rất là nguy hiểm cho tính mạng của mình. Ở Israel có hai cái hồ. Một hồ là biển hồ Galilee và một hồ khác đó là biển chết. Biển hồ Galilee tiếp nhận nước từ sông Giô-đăng rồi xả xuống hà lưu, luôn trao ban những gì vừa nhận được. Và nhờ đó nước hồ lúc nào cũng trong lành, trở nên một môi trường thích hợp cho tôm cá sinh sôi nảy nở, cung cấp nước uống cho dân cư chung quanh hồ, tưới xanh những cánh đồng và vườn cây ăn trái, đem lại phì nhiêu, sức sống cho đất cằn, đem lại sung túc cho bao triệu người qua các thời đại. Vì thế, nó đáng được gọi là biển sống, đó, biển hồ Galilee, tiếp nhận nước của sông Giô-đăng rồi chảy xuống hạ lưu và làm cho người dân cũng như là các sinh vật ở dưới hạ lưu được sinh sống. Rút xuôi về phía nam chừng 200 km dọc theo sông Giô-đăng thì người ta gặp thấy một biển hồ khác rộng lớn hơn biển hồ Galilee đến 5 lần.
nhưng bị gọi là biển chết. Tuy cũng nhận được nước từ sông Giô-đăng như biển hồ Ga-li-lê, nhưng nó giữ lại tất cả cho mình, không cho chảy đi đâu cả. Vì thế, nước của nó trở thành nước ao tù, mặn đến độ không sinh vật nào có thể sinh sống được. Chung quanh biển này, không nhà cửa, không cây cối, không sinh vật nào có thể sống được. Và vì vậy, người ta gọi là biển chết. Chết là vì nước rất mặn, không có cây, không có loài vật nào có thể sinh sống được. Thế, chúng ta thấy cùng là con hồ, cũng là nhận nước từ sông Giô-đăng, nhưng một bên là biển hồ Ga-li-lê là biển sống, và một bên là biển chết. Sống là vì biết cho đi, biết phân phát, còn chết là giữ lại cho mình. Tin mừng hôm nay Chúa Giê-xu nói đến hạt lúa được gieo vào lòng đất. Hạt lúa nếu nằm trơ trọi đó, không có chịu mục nát đi, thì nó chỉ là hạt lúa trơ trọi một mình. Còn nếu nó mục nát đi, thì nó mới sinh được những cây lúa khác và mới đem lại cái hoa quả, mang lại sự sống cho mình và cho con người. Cuộc đời của Chúa Giê-xu mà chúng ta suy gẫm cũng là một cuộc đời biết sống cho đi toàn bộ cuộc sống của mình, cho đi tất cả mọi sự. Chúa Giê-xu đến trần gian này là vì vâng phục thánh ý của Chúa Cha, dâng hiến tất cả cuộc đời của mình, tư tưởng, lời nói, suy nghĩ, hành động, thân xác của mình để cho chúng ta được sống và sống dồi dào. Ngài đã chấp nhận chết đi để sống lại vinh hiển mà cứu chuộc chúng ta. Ngài chịu hy sinh, chịu khổ cực, chịu trăm bề đau khổ là vì yêu thương chúng ta, là để cho chúng ta được sống. Qua mầu nhiệm, tử nạn và phục sinh của Ngài, Ngài đã được Chúa Cha cho lên trời vinh hiển và Ngài đem lại sự sống đời đời cho chúng ta, ơn cứu độ cho chúng ta. Vậy thì từ đó chúng ta nhận ra cái quy luật sinh tồn của con người chúng ta là chỉ khi cho đi mới là lúc được nhận lại dồi dào. Chính khi hiến mình là lúc nhận lại bản thân. Vì thế, khi sắp mình chịu hủy mình trên thập giá và chịu mai táng trong mồ, Chúa Giê-xu đã gọi đó là giờ của Ngài được tôn vinh. Đã đến giờ con người được tôn vinh. Bao giờ đưa kéo con người lên khỏi mặt đất, thì lúc đó con người sẽ được cứu chuộc. Vậy thưa ông bà, anh chị em, hôm nay đã là Chủ nhật thứ năm mùa chay. Mùa mời giáo hội mời gọi chúng ta hãy ý thức về tình thương bao la của Thiên Chúa đối với ta và cái hậu quả ghê gớm của tội lỗi mỗi người chúng ta phải chịu. Ý thức như thế để rồi chúng ta nhìn ra tình yêu của Chúa, để rồi chúng ta thấy được giáo lý của Ngài, con đường cứu độ của Ngài. Mà từ đó mọi người chúng ta cũng biết đi vào con đường Giê-xu là đi, con đường của sự dâng hiến, con đường của sự hy sinh, con đường của sự quên mình, của sự từ bỏ, con đường của sự chấp nhận chết đi cho con người cũ hư hèn tội lỗi của chúng ta và mong sống lại con người mới với Đức Kitô phục sinh. Chớ gì những ngày còn lại của mùa chay, tất cả mọi người chúng ta bước theo Đức Kitô một cách triệt để hơn nữa, vác thập giá mình hàng ngày theo chân Chúa, biết từ bỏ mọi sự tội lỗi hư hèn để chúng ta chấp nhận chết đi với Đức Kitô mà sống lại con người mới vinh hiển với Ngài. Amen.
Tôi tin kinh môn Thiên Chúa. Anh chị em thân mến, Chúa Kitô là căn nguyên ơn cứu rỗi đời đời cho toàn thể nhân loại. Cậy nhờ công ơn cứu chuộc của Người, chúng ta khiêm tốn dâng lời nguyện xin. Ai phục vụ Thầy thì hãy theo Thầy. Xin cho Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Đức Giám Mục, các linh mục luôn viết nhiệt thành trong sứ vụ loan báo tin mừng cho mọi người và can đảm chấp nhận mọi khó khăn thử thách vì tình yêu Đức Kitô và phần rỗi của nhiều người. Xin Chúa nhận lời chúng con. Đức Kitô đã học phân phục do những đau khổ Người chịu. Xin cho những ai đang phải u sầu buồn chán hay đau yếu bệnh tật biết can đảm hy sinh kết hiệp với hiến lễ của Đức Kitô trên thập giá. Xin Chúa nhận lời chúng con. Hạ mình và phong phục là bài học con Thiên Chúa để lại cho con người. Xin cho mỗi người chúng ta biết học theo gương của Thầy Chí Thánh, luôn khiêm tốn chấp nhận những giới hạn của bản thân và ý thức tìm vinh danh Chúa trong mọi hoàn cảnh. Xin Chúa nhận lời chúng con. Lạy Chúa, mỗi người chúng con như những hạt lúa được gieo trong cánh đồng thế giới. Xin giúp chúng con biết chết đi cho con người tội lỗi, biết từ bỏ ý riêng, sống theo ý Chúa, để chúng con trở nên những hạt lúa trổ bông, góp phần vào sứ mệnh làm vinh danh Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Lòng thương xót Chúa, dĩ mang đời con là biết bao lỗi lầm.
Anh chị em hãy cầu nguyện lời hy lệ của tôi và cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa đã cho chúng con là con cái Chúa được thấm nhuần đạo lý đức tin. Giờ đây xin cùng thương nhận lời chúng con khấn nguyện và dùng lễ tế này thanh tẩy tâm hồn chúng con. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Chúa ở cùng anh chị em. Hãy nâng tâm hồn lên. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Lạy Chúa là Cha Chi Thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc thật là chính đáng phải đạo và đem lời ơn cứu độ cho chúng con. Vì nhờ cuộc khổ nạn sinh nhân cứu độ của con Chúa, toàn thế giới đã nhận biết phải tuyên xưng uy linh Chúa, và nhờ quyền lực khôn tà của thập giá thế gian đã bị xét xử, và quyền năng của đấng chịu đóng đinh được tỏa sáng. Vì thế lạy Chúa cùng với toàn thể thiên thần và các thánh, chúng con tuyên xưng Chúa và hân hoan tung hô rằng: Hoan hô Chúa trên cao tầng trời, Chúa thượng đang ở bên nhân dân Chúa. Hoan hô Chúa trên cao tầng trời. Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con đã xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thánh hóa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khó hình, người cầm lấy bánh tạ ơn bè ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng môn thể thương ấy, sau bữa ăn tôi, người cầm lấy chén cùng tạ ơn trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin. Lạy Chúa, chúng con hoan thiện Chúa chịu chết và tên xưng Chúa sống lại, cho tôi kinh Chúa lên. Vì vậy lạy Chúa, khi kinh nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cần trước tôn nhan và phụng sự Chúa, chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong nước mến, cùng với Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Đức Giám Mục Emmanuel chúng con, Đức Cha Tô Ma và toàn thể hàng giáo sĩ.
Xin nhớ đến các tôi tớ Chúa là Phêrô, Phaolô và Maria mà Chúa đã gọi ra khỏi đời này về với Chúa. Xin ban cho kẻ đã chết như con Chúa thì cũng được sống lại như người. Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hương ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con này xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hương sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse, bàn trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại. Và cùng với các ngài, chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Trên nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Vâng, lệnh Chúa cứu thế và theo thế thương người dạy, chúng ta dám nguyện rằng: Thầy cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh cha cả sáng, nữa cha thì đến, ý cha thầy làm dưới đất cũng như trên trời. Xin cha cho chúng con hôm nay luôn thương hàng ngày và tha nợ chúng con, nhớ chúng con cũng tha kẻ con nợ chúng con. Xin cha để chúng con sẽ chưa cam nhớ, lạy Chúa xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin nói thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô đấng cứu độ chúng con. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiện trì muôn đời. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Đây trên Thiên Chúa, nơi đứng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời tới dự tiệc trên Thiên Chúa. Lạy Chúa, con trần anh thương ở vào nhà con,
Nhân xin Chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ lành ngay. Thank you.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con vừa được phúc kết hợp với mình và máu Thánh Đức Kitô, xin cho chúng con được trở nên những chi thể sống lòng của Người, Người hằng sống và hiền trì muôn đời. Chúa ở cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phước lành cho anh chị em. Lễ xong chúc anh chị em đi bình an.